bị Che ăn mặc phản cảm, Thủy Tiên lên tiếng. Người ta cố ý chụp ảnh từ dưới chân lên để tô lộ. Góc chụp như thế thì nhạy cảm quá, bao nhiêu cái trên người cũng lộ ra hết. Dù một cô văn phòng mà đứng đó thì cũng bị lộ, Thủy Tiên chia sẻ. Thủy Tiên là một trong số những ca sĩ sexy nhất showbiz Việt. Trước khi lấy công vinh, Thủy Tiên thường vướng vào lùm xùm vì diện trang phục gợi cảm. Thậm chí không ít lần nữ ca sĩ bị chỉ trích là ăn mặc phản cảm. Nói về chuyện này tại chương trình Một Tiếng Kể Hết, Thủy Tiên cho biết: cái sự gợi cảm của tôi cũng không đến mức vi phạm đạo đức xã hội gì lắm. Đến bây giờ, tôi cũng thay đổi bản thân, phong cách ăn mặc nhiều hơn từ sau khi sinh bé gạo. Tôi biết là mình đã có gia đình nên phải tiết chế. Có những phim quảng cáo mời tôi cũng cân nhắc hơn. Ví dụ như quán bar dù trả tiền cao đến mấy, tôi cũng không hát. Hồi xưa tôi hát quán bar có khi 2-3 tháng liền, thậm chí cả năm trời hát toàn show quán bar không. Nhưng bây giờ ý thức được nhiều thứ thì thay đổi thôi. Nói về những sự cố bị Che mặc phản cảm, Thủy Tiên cũng kể. Ví dụ như có sự kiện do nhãn hàng tổ chức ở bãi biển, người ta yêu cầu phải mặc gợi cảm một chút để biểu diễn. Hay như là sự kiện diễn ra trong quán bar, mình cũng phải mặc đồ ngắn phù hợp khi biểu diễn, vì họ yêu cầu mình có vũ đạo nhiều mà. Lúc biểu diễn ai cũng hào hứng, ai cũng vui, nhưng đến khi chụp ảnh lên báo thì mọi thứ khác hẳn. Lúc xem những hình ảnh đó, có thể khán giả đang ngồi tại văn phòng hay ở nhà, không gian chặn của ánh đèn hay âm nhạc, phải là thành ra không phù hợp. Thậm chí có một số người cũng hơi kỳ chút là lúc chụp ảnh họ chụp từ dưới chân mình lên. Do cái bụng hơi cao, họ để máy dưới chân mình chụp lên chứ, họ cố tình luôn đó. Dancer diễn cùng với tôi đã nói rằng, khi thấy chụp ảnh như vậy đã muốn đá cái máy ra khỏi, vì góc chụp như thế thì nhạy cảm quá, bao nhiêu cái trên người cũng lộ ra hết. Dù có một cô văn phòng mà đứng đó thì cũng bị lộ, nghề nghiệp mà, đôi khi có những sự cố mình không tránh được. Thời điểm đó thì mình cũng rất buồn, cũng cố gắng thanh minh, nhưng càng thanh minh thì lại càng bị hiểu nhầm, là một ý nghĩ kỳ cục khác. Có thời gian tôi đã đóng cửa không trả lời bất cứ gì để tránh gây thêm rắc rối. Về phần công vinh, anh cũng chia sẻ, tôi nghĩ rằng điều đó là đặc thù nghề nghiệp của Tiên rồi. Ca sĩ thì cần có trang phục phù hợp với bài hát, tính chất sự kiện. Không có người đàn ông nào chẳng muốn nhìn phụ nữ sexy cả. Nhưng khi nghệ sĩ họ không làm điều gì trái với luân thường đạo lý thì điều đó cũng là bình thường. Mình nên nhìn mọi thứ thật nhẹ nhàng, bình đẳng. Phụ nữ có tài năng đặc biệt, được trời phú cho giọng hát, thì mình phải hiểu chuyện lên sân khấu hát. Họ có ăn mặc đẹp hay gợi cảm thì cũng phù hợp mà. Quan trọng là họ vẫn tôn trọng gia đình, nghề nghiệp và fan. Một nghệ sĩ chân chính sống vì nghề đó thì không bao giờ họ đánh đổi cách ăn mặc để nổi tiếng rồi đánh mất mọi thứ đâu. Tôi luôn bảo vệ tôn trọng vợ tôi cũng như những nghệ sĩ khác, không thể đánh giá một con người chỉ thông qua trang phục được.